Vâng, xin chào anh chị, xin chào quý vị khán giả của Cà Phê Sáng. Tại thủ đô Hà Nội thì khả năng là sẽ còn mưa nhỏ trong buổi sáng ngày hôm nay. Thế còn sang chiều nay thì trời sẽ tạnh ráo và ấm dần lên. Còn đối với thành phố Hồ Chí Minh thì đó sẽ là kiểu thời tiết nắng mạnh và khá nóng ở trong ngày hôm nay. Quan sát hình ảnh thực tế ngay lúc này ở thành phố Hồ Chí Minh thì quý vị có thể thấy là nắng đã bắt đầu lên rồi. Vì là nắng ban mai nên không khí vẫn dễ chịu, dịu mát với mức nhiệt hiện tại chỉ rơi vào khoảng là 27 độ. Tuy nhiên trong vài tiếng tới thì trời sẽ nóng lên khá nhanh. Vào lúc 10 giờ, nhiệt độ sẽ tăng thêm 5 độ nữa lên mức là 32 độ. Nóng nhất sẽ là vào khoảng thời gian giữa trưa và đầu giờ chiều khi mà nhiệt độ cao nhất trong ngày tăng lên là 34 độ. Về chiều tối thì khả năng là trời sẽ chuyển mưa rào nhẹ và rất nhanh. Sau cả tuần mưa nhiều như vậy mà trời còn nóng lên thì đây sẽ là điều kiện lý tưởng để cho muỗi vằn có thể sinh sôi phát triển và bay đi gây ra bệnh truyền nhiễm như là sốt xuất huyết, đặc biệt là ở trẻ nhỏ. Nguy hiểm hơn đó là nhiều vị phụ huynh do lo ngại dịch bệnh COVID-19 mà ngại đưa con em mình đến thăm khám ở các bệnh viện. Điều này khiến cho nhiều trẻ nhập viện trong tình trạng là bệnh đã trở nặng rồi. Vì thế quý vị phụ huynh chúng ta lưu ý là nếu như thấy trẻ sốt cao liên tục không rõ nguyên nhân thì cần phải ngay lập tức đưa trẻ đến thăm khám ở các cơ sở y tế gần nhất để được chẩn đoán và điều trị kịp thời. Ngoài ra chúng ta cũng cần phải chủ động giữ cho môi trường sống xung quanh của mình luôn gọn gàng, sạch sẽ và ngăn nắp, thường xuyên thay rửa các dụng cụ chứa nước cũng như là lật úp các xô chậu không sử dụng đến. Một điều nữa cần lưu ý đó là quý vị hãy ngủ mắc màn ngay kể cả vào ban ngày quý vị nhé. Vừa rồi là tình hình thời tiết ở thủ đô Hà Nội, thế còn sau đây sẽ là phần dự báo cho các địa phương khác trên cả nước. Thị xã Sapa dự báo hôm nay có lúc có mưa rào, trời rét, nhiệt độ cao nhất chỉ 17 độ. Thành phố Hạ Long sáng nay có mưa nhỏ, về trưa chiều có khoảng tạnh ráo, nhiệt độ tăng lên mức 26 độ. Thủ đô Hà Nội mưa nhỏ vào buổi sáng, trưa chiều trời tạnh, không khí ấm lên, nhiệt độ cao nhất khoảng 25 độ. Thành phố Đà Nẵng sáng nay trời nắng ráo, chiều và đêm có lúc có mưa rào, nhiệt độ cao nhất khoảng 28 độ. Thành phố Hội An cũng có lúc có mưa, 28 độ. Thành phố Đà Lạt sáng đến chiều nay trời nắng, nhiệt độ 23 độ, thời tiết rất lý tưởng. Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay trời nắng nhiều và nóng, mức nhiệt cao nhất 34 độ, về chiều tối có mưa rào nhẹ và rất nhanh. Thành phố Cà Mau trưa nay trời nắng, 32 độ, chiều tối có mưa rào rải rác kèm dông.